của hai bên. Những hình ảnh cổ động đầy cuồng nhiệt, đầy cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng xem lại bóng này. Văn Công không thể làm chủ được tình hình sau quả đá phạt của Rodrigo và cú đá đập đất của Ramos. Một lần nữa đã mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Thoáng về phía cái trái, được chơi sửa lòng kỹ thuật, tỷ số đã mở rất tuyệt vời và sửa lòng rất kỹ thuật qua được chơi 1-0 dành cho SCB Đà Nẵng. Cuối cùng thì những sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà đã được đền đáp. Phút thứ 17. Trần Phi Sơn, không gì tuyệt vời hơn dành cho Trần Phi Sơn và các học trò của huấn luyện viên Phạm Đức. Một thế trận với thời gian kiểm soát bóng tốt hơn dành cho đội